Quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Theo trang Worldometer.info, số người nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn tăng. Thế giới đang vượt con số 11,7 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. Mỹ dẫn dẫn đầu thế giới với số ca nhiễm vượt 3 triệu ca. Brazil tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai sau Mỹ với hơn 1,6 triệu ca nhiễm. Peru xếp sau Brazil tại khu vực Mỹ Latin, đứng thứ 5 thế giới về số ca nhiễm. Sau nhiều ngày, Ấn Độ liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục. Hôm nay, Ấn Độ đã vượt Nga để đứng thứ 3 trên toàn cầu về số ca mắc mới COVID-19 sau Mỹ và Brazil. Mexico đã vượt cả Pháp về số người chết vì COVID-19, đứng thứ 5 trên thế giới sau Mỹ, Brazil, Anh và Italy. Bên cạnh châu Mỹ đang dẫn đầu về số ca nhiễm, thì từ châu Á đến châu Phi, nhiều nước đồng loạt thông báo có số ca nhiễm tăng mạnh, trong đó có nhiều trường hợp thuộc diện tái nhiễm. Như vậy tình hình dịch bệnh Covid-19 tính đến 6 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 11.710.989 người, số ca tử vong là 539.722 người, số ca chữa khỏi là 6.619.856 người. Tại Việt Nam, 82 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Những ca nhiễm mới gần đây là ca xâm nhập. Như vậy đến thời điểm này tại Việt Nam, số người nhiễm là 369 người, số ca tử vong không có, số ca chữa khỏi là 341 người. Còn tại Tây Ninh, tính đến thời điểm này, 4 trên 4 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.